ghi chỉ tiêu đầu tiên là chỉ tiêu về tiền nhé. Ừ, chỉ tiêu tiền thì gồm có hai cái tài khoản liên quan, đó là 111 và 112. Thì thứ nhất là 111 á, thì ở đây hai tài khoản này thì hai tài khoản tiền thì luôn luôn có sổ dư biên nợ này, đúng không? Thứ nhất Vâng, để kiểm tra vâng. tiền thì em sẽ tích đúc vào cái 1111 đây. Mình nhìn cái cột số dư nợ của em mới góp vốn cho nên là cũng rất là nhiều tiền, đúng không? Đang rất là Vâng, nhiều tiền vâng. mặt. Đấy. Nhưng mà theo nguyên tắc kể cả sau này ấy, sau này em làm công tác kế toán dài ra dài hạn đằng sau á, thì cái cột dư nợ này không được âm tại bất kỳ thời điểm nào nhé. Vâng. Nó giống như kho của mình ấy. Vâng. Kho hoặc là tiền mà âm là không thể chi ra được, đúng không? Rồi, Ừ. vâng. Rồi. Còn lại các cái nghiệp vụ này nếu mà mình có thời gian mình cứ vào kiểm tra thôi, đúng không? Thực ra Vâng, những cái nghiệp vụ vâng. này mình đã kiểm tra trong quá trình mình hạch toán rồi, kiểm tra thật kỹ thì gọi là làm từng bước thật, hạch toán thật cụ thể thì là nó sẽ không có gì sai sót cả nhá. Vâng. Còn nếu mà giả sử như Rồi. trong này mà âm, những cái chỗ này nó âm là em phải tìm xem lại là chi có vượt quá thu hay không thì để mà tìm hướng xử lý nhá. Rồi. Tùy từng trường hợp để Vâng. mình hướng đến cái phương án xử lý khác nhau đó. Sau này ví dụ như em là va chạm tiếp những năm sau mà vướng chỗ nào thì chị hỗ trợ chỗ đó nhá. Dạ, vâng. Còn tiền ngân hàng nó dễ hơn ở chỗ là nó có sao kê Vâng. ngân hàng rồi. Ở đây em có Rồi. hai cái ngân hàng thì em cứ nhìn chỉ số dư cuối kỳ đây, nó khớp với sao kê Vâng. ngân hàng là được nhá. Khớp chưa em? Vâng. Có khớp rồi, em Ừ. kiểm tra cái này khớp hết số dư cuối kỳ của Ờ. tài khoản à, sao Giả kê sử rồi. như mà nó bị lệch chẳng hạn thì em tích đúc vào đây thì nó sẽ hiện chi tiết theo như sao kê đó. Tiền thì chỉ À. thế thôi. Còn tiếp theo đến công nợ. Công nợ thứ nhất là công nợ phải thu. Liên quan đến Vâng. công nợ thì có phải cứ công nợ từ trên xuống dưới này, phải thu này, Vâng. thì nó bản chất nó đã sẽ là tài khoản lưỡng tính đúng không? Có thể dư Vâng. nợ hoặc dư có. Em ghi là thứ nhất là 131 đi. Công nợ thì liên quan đến Rồi. 131 và 331. 131 và 331. Rồi. Thì hai cái tài khoản Vâng. này nó đều là tài khoản lưỡng tính. Thì thứ nhất là 131 thì phải thu thì nó có thể có số dư nợ hoặc dư có. Cụ thể như sau. Nếu mà dư nợ là em nó còn thể phải thu của khách hàng đấy, tức là khách hàng đấy đang nợ tiền mình, đúng không? Vâng, Nếu giả sử vâng. như khách nào nó có dư bên có chẳng hạn thì chứng tỏ khách hàng đấy đang trả thừa tiền. Cái này em hiểu đúng không? Vâng. Ừ. Tức là mình vừa nhìn sẽ nhìn phát sinh nợ, phát sinh có là sẽ biết được nó dư nợ hay dư có ngay. Đấy, kết Vâng. hợp cả số dư đầu kỳ. Ví dụ như chỗ này là đầu kỳ là 112, phát sinh thêm 1 tỷ 1 mà trả 720 này. Như vậy là còn phải thu 557 thôi, đúng không? Vâng. Ví dụ như chỗ này Vâng. mà đi trả đi 1,5 tỷ chẳng hạn thì chắc chắn nó sẽ dư bên có là bởi vì mình trả quá, thu quá đi. Vâng. Ừ. Đấy, thì của em mà chắc là số này thì riêng cái tài khoản công nợ thì mình không có cách nào khác, mình thứ nhất là mình phải đối chiếu với kế toán công nợ. À, kế Vâng. toán công nợ thì phải đối chiếu giữa nhà mình với lại nhà bên kia nữa. Đối chiếu và xác Vâng. nhận biên bản, phải làm biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ nhé. À, làm biên bản ạ. Vâng. Ừ, làm biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ, đúng không? Thì Rồi. ví dụ như hai bên thống nhất thì mới sau đó thì mình mới ký xác nhận vào cái biên bản đấy để hai bên cùng theo dõi nhé. Chị ơi, cái công đoạn này này, của cái nhà luận thành này, Ừ. thực ra là họ lấy hóa đơn của em. Ừ. Nhưng mà đúng là cái chị này là cái chị Năm 22 kiểm à? tra thuế ấy. Từ năm 21, à năm 22, đúng rồi, năm 22. Ừ. Tức là của cái chị kiểm tra thuế luôn ấy, cái chị thanh Ừ. tra thuế luôn. Chị lấy cho công ty này là chả biết là kiểu gì ấy. Nhưng mà cái công ty này nó mãi nó không đạt tiền về cho bọn em. Ừ. Thì cái hôm trong năm em cũng có hỏi chị là vậy chị ơi, vậy chị hỏi giúp em cái chỗ này xem là người ta có đạt tiền không ấy. Ừ. Thì để em cần biết lối hướng xử lý, nhưng mà cái này nó tồn đọng từ năm 2022 luôn chị ạ. Ừ. Đấy, thì cái Thì đấy thì bên theo kia chị trả thì lời em thế nên nào? xử lý như nào? Đảo tiền về Thì đi chị còn xử lý. đấy, chị bảo là chưa biết là bao giờ thì mới có tiền để đảo Ừ. đấy, Nếu nên mà là em đảo ấy, thì họ không có tiền để đảo thì có khi trường đúng hợp rồi. nữa thì mình phải trấn xoay cái số tiền đấy cho người ta ấy. Đấy, chị đấy, chị bảo bọn em là nếu mà có tiền thì xoay, nhưng mà bây Ờ. giờ sếp em bảo là nhỡ đâu bây giờ họ đang không có tiền, mình xoay vào vào tài khoản của họ cái nó bắn đi chỗ khác luôn, Thì đấy cho thì bây nên giờ mới lúc nói đấy là mình lại phải chạy đi không đâu. bắn Mà tiền vào thực tài ra là khoản cái thì này bắn tiền tài mà khoản chỉ đúng bắn được đúng cái tài khoản cá nhân, thôi nói chung là phải thực sự tin tưởng đấy, nhá. đúng rồi, Phải mà thực như sự này tin thì tưởng là ví dụ như là bây giờ em anh ngồi đến ngồi đấy gần nhau không, công ty này có gần không? không chị ạ, xa lắm, ở mãi tít ở ở đâu cơ, có nghĩa là cách bọn em phải mấy chục cây ấy, nhưng mà là người quen của cái chị kiểm tra thuế, tức là chị thanh tra đấy, Nhưng mà tôi bây là giờ có biết được chị tin tưởng ai đấy đúng không? đấy thì chị thanh tra đấy cũng chỉ là người ở giữa thôi, thế nên bọn Ừ, em cũng không tin tưởng kêu được được, chị ấy. làm gì mà kêu được. Thì Ừ. nhưng Tin mà tưởng em là bảo phải giống như nếu kiểu mà là cái người nhà các đấy thứ, thực ra không đúng ai rồi. tin được tưởng nhau, nhưng mà có ví dụ như có ngồi đang ngồi đấy chẳng hạn nhá,
bắn tiền qua xong bà bảo bà ngồi ép bắn luôn thì được chứ Đấy, mà. mà khó ấy chị ạ. Cái trường hợp nha, cần có cả trường hợp là đang nợ ngân hàng rồi nha, người ta vào, người ta có nghĩa là ngân hàng nó sẽ làm cái lệnh xong rồi trả Bóp luôn ngay ấy, có nghĩa là bắn luôn đi như đi vậy, luôn. kiểu nó siết nợ luôn ấy. Đấy, nên sếp em bảo là thôi bây giờ như vậy thì chịu thôi, em cũng cũng không có tiền, ý là nói khéo với cái chị thanh tra vậy. Nhưng mà chị thanh tra này thì, nhưng mà cũng là kiểm tra thuế của bọn em thì không biết sau này có kiểm tra không, nhưng cái món này thì em cứ treo từ năm 2022 vậy, mà thực ra là chị còn đi mua hóa đơn hộ doanh nghiệp luôn ấy, Kiểu là cũng là thì nghề dịch có vụ dùng của người sau ta này ấy không? nhá. Thì Vâng. thôi thì phải chờ đấy thôi nhá, Thì chờ chị bởi vì ạ. thực Chứ sự còn ra lúc cái này đấy may vào ở, thì may cho em ở chỗ là như này. Thực ra vâng. thì công ty kia thì đằng nào thì công ty kia cũng phải lo, bởi vì mình là bên bán, bên kia là Vâng. bên mua đúng không? Mình là bên bán, bên kia là bên mua, thì sau này cái hóa đơn này 2 tỷ như này mà họ không xoay tiền để đảo cho mình ý, là họ sẽ không bị được tính vào chi phí hợp lý đâu nếu mà treo nợ lâu nha. Nhưng em cũng không cần phải áp lực quá, mình bên bán thì không Vâng. sao cả. Sau này mà cả lâu lâu mà chuẩn bị thanh tra quyết toán thuế hoặc là thanh tra rồi chẳng hạn thì em có thể cho nó, khi cho nó thành như là thu tiền mặt, ví dụ thế. Đấy là ví dụ thế, được chưa? Mình ở Vâng, bên bán thì mình có ảnh hưởng gì đâu em nhá. Chỉ khi có nào mà bên người họ ta phá mua sản là thì người thôi ta mình cho để, thu tiền mặt. người ta mua là người ta tính vào chi phí hợp lý, phải Vâng. tính, muốn tính vào chi phí hợp lý thì người ta phải thanh toán bằng chuyển khoản thôi nhá. Vâng, vâng, vâng ạ. Cho Rồi, nên là vậy bên xem họ có là đẹp lo không? hơn bên mình, chắc là bên kia đang nhởn Vâng. nhơ là bởi vì chưa chưa ấy đấy. Chưa thanh Chưa thanh tra quyết toán đấy nhá, chứ thanh tra quyết toán tra. mà khoảng là 3 năm, 2 3 năm mà chưa thanh toán được là cái chi phí này nó kiểu treo dạng khó trả ấy. Đấy Vâng. thì là sẽ bị loại chi phí nhá. Rồi, Còn những cái nhà dưới vâng. này em xem công nợ đúng chưa, cái này công nợ thì Có không có cách đúng nào rồi. khác bằng cách rà soát lại thôi. Có, em có gửi công nợ, em gửi qua Zalo, em bảo các anh chị là xem đối chiếu lại rồi thì họ cũng ok rồi. Đấy thì giả sử như mà nhà nào mà không không khớp thì em lại tích đúc vào, là trong này nó sẽ có Vâng. phát sinh ngay chưa, có phát Vâng sinh thu, việc thu, việc chi, việc mua, việc bán ấy. Thì sau khi mà tương tự như thế thì 331 này, đang nói về công nợ Vâng. thì xem luôn 331 đấy. Thì Đây. tài khoản này nó cũng lưỡng tính, trong trường hợp mà dư có là mình còn phải trả, mình đang còn Đang nợ. nợ nhà cung cấp, ví dụ Vâng. như những khoản này là em lo phải đi trả này, trả bằng, nếu mà tiền lớn thì phải chuyển khoản, chứ không là sau này thanh tra quyết toán á là mình bị Vâng. treo nợ là sẽ gây rủi ro này nhá. Vâng. Đó, còn dư nợ trong trường hợp mình trả thừa thì nó cũng ít hơn. Đấy, công nợ Vâng. này cũng đúng rồi đúng không? Vâng ạ, Thế giả công sử nhận như đấy đúng. mà công nợ mà đúng rồi thì em sẽ làm, không phải chỉ gửi qua Zalo ấy đâu nhá, Vâng, mà nếu vâng. mà xác nhận nhận online xong rồi á mà khớp rồi thì Ừ. em phải làm biên bản đây này, có biên bản, có em có thể lấy mẫu bên ngoài nhá, hoặc là có thể lấy Vâng. mẫu ở bên trong visa luôn được, và báo cáo này, bán hàng này, biên bản đối chiếu xác công nợ này, là công nợ, là Vâng. công nợ phải thu nhá, còn muốn Vâng. vào công nợ phải trả thì vào báo cáo mua hàng đó, À, rồi. biên bản đối chiếu xác nhận công nợ phải trả, hai cái này nó bản chất nó tương tự nhau, cách vào tương tự nhau đó. Em có Vâng thể ạ. đánh 523 vào chị nào, rồi tích vào tài khoản đấy, xong tích vào tất cả các mã Ồ, vậy là cái này là ta không nợ, có nợ thì họ đều đây. Ví dụ như đều là đều em sẽ nhìn, cách nhìn này, cách nhìn là công nợ tồn đầu kỳ này đúng không, là cái vâng tồn đầu vâng kỳ, sau đó có cả phát sinh mua, phát sinh trả, thanh toán các thứ. Cuối cùng thì có cái, em khi em nhìn em sẽ nhìn chữ công nợ cuối kỳ nhá. Ví dụ chỗ này công nợ cuối kỳ bằng không rồi là ok này, là bằng không này. rồi Chỗ đấy cứ cái công mẫu nợ này cuối không kỳ, không không đảo lại được à chị? không không đảo được, cái mẫu form nó thế. Tất nhiên em có thể sử dụng form bên ngoài nhá. Rồi em hiểu rồi. Vâng, hiểu rồi. Ok, đó là khi mà làm biên bản đối chiếu xác nhận công nợ thì em làm rồi thì bên mình làm rồi thôi bên kia nhá. Vâng. Bên bên mỗi bên thì một bên làm thôi, bên mình theo dõi công nợ phải thu thì bên kia sẽ theo dõi công nợ phải trả nhá, và ngược lại thôi, mình mà theo dõi công nợ phải trả thì họ theo dõi công nợ phải thu, ngược lại mỗi bên làm, bởi vì ai làm á, ai gửi giấy qua thì đều in làm hai bản với chị nhá. Vâng. Đó, hai bản, bởi mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau đó. Rồi ký xác nhận đóng dấu vào, thực ra nếu mà đường xa thì mình gửi cái bưu điện nhá. Rồi ok, đấy là xong cái tài khoản về công nợ. Tài khoản tiếp theo là về nhóm tài khoản tiếp theo là về tài khoản về thuế đi. Thuế thì nó bao gồm thuế đầu ra vào và thuế đầu ra. Thì cái Vâng. này hôm nọ là mình có làm tờ khai thuế rồi đúng không? Vâng. Nhớ chưa? Thì cái có nhớ nguyên tắc của khi đối chiếu thuế không nhỉ? Em đối chiếu số dư nợ của 133 với lại trên chỉ tiêu 43 của tờ khai thuế Đúng rồi. khớp nhau.
Rồi khớp nhau đúng không? Có nên là mình có nợ thuế không nào? Đấy là thuế đầu vào. Không, Này không nợ vẫn thuế, ok. còn Thì là tài khoản à. 333 là ok nhá. Là không có số dư đây, đúng nhỉ? Rồi. Tài khoản tiếp theo là nguyên vật liệu đi. Tồn kho đi, nói chung là hàng tồn kho nhá. Hàng tồn kho thì trong hàng tồn kho thứ nhất là 154 thì hết số dư này. Chưa? Hết số dư này em sẽ đối chiếu cho chị với báo cáo giá thành. Bởi vì sau này em sẽ xong báo cáo chị sẽ hướng dẫn em in chứng từ sổ sách á. Em đánh 523 đi, rồi tích vào tất cả nhấn đồng ý. Để em ghi cái chỗ này đã. Tài khoản 154 là đối chiếu với phần báo cáo tổng hợp đại lộ Ừ, công báo tổng trình. hợp đại lỗ theo công trình tại vì nó liên quan đến giá thành nhá. Em Rồi. bỏ mấy cái này đi đấy chị nhé. Em cứ ấy đi, không có là nó không ra đâu. Tại vì cái này là mình ra xem báo cáo rồi chứ không phải mình đang đi tính. Thế nên em cứ tích hết vào, xong mới có thì nó mới ra. Đúng không? Đó, em kéo từ trên xuống dưới cái nào có giá vốn thì nó mới ra này. Đó, đúng chưa? Thì em sẽ nhìn chỉ cột dở dang cuối kỳ nhá. Tránh trường hợp là trên bảng đối tài khoản 154 thì hết số dư. Nhưng mà cái dở dang cuối kỳ này nó lại có chẳng hạn hoặc là ngược lại. Có những trường hợp mà 154 đang còn nhưng mà trên đây nó lại hết chẳng hạn nhá. Thì cả đã bằng không hoặc là bằng có dở dang thì cái số dư bên 154 bên kia nó phải khớp với cột dở dang cuối kỳ bên này, bên báo cáo tổng hợp đại lỗ công trình. Chưa? Chi phí chung vâng. Chị ơi, cho em hỏi ví những cái chi phí chung ấy, ví dụ như những cái nào mà em cho vào chi phí chung nhỉ? Cái 154 ấy. Đây Chung cái phí chung là cái chi phí chung ví dụ như tiền nhân ví công chẳng dụ hạn, tiền nhân hoặc là công à tiền ví dụ máy móc chẳng hạn, khấu hao máy móc chẳng hạn là thì khi em tôi phân đang bổ, mà nhân nếu mà bây giờ em không nhớ chi phí chung của những khoản nào thì em lại phải vào đấy là giá thành đấy, nhưng thường nó sẽ là máy móc, khấu hao máy móc các thứ với lại tiền nhân công. nhân công thì nó có nhân công trực tiếp rồi Thì thì cái đấy nó chỉ nhân công trực có tiếp, nhưng mà tiền lương nhân công trực tiếp thì nó mình làm gì mà chia cho công trình nào, đúng không? Mà đúng là tên của nó là nhân công trực tiếp thật, nhưng mà mình làm gì mà chia cho công trình nào em, đúng không? Thì mình vẫn hành toán chung mà đó. Rồi có nguyên vật liệu trực tiếp, em xem có phải là dầu thủy lực hay là gì không này. Nên muốn xem lại những chi phí chung là những cái gì thì nó có bốn mục đây, thì khấu hao máy, dịch vụ bên ngoài, tiền điện nước gì đấy, đúng không? Chị xem, chị thì chị thắc mắc ở chỗ nguyên vật liệu trực tiếp à, hay toán tiền điện mà lại nguyên vật liệu à? Điện điện nó thay À rồi, ok, đấy là trong trường hợp với điện là cái máy đấy chạy bằng điện, đúng dầu không? điện còn là không thì nó sẽ là dầu còn là Ok, thường đó. là ví dụ như chi phí chung là như là 154 mà hành toán vào phần chi phí chung là nó giống như Em khi khi hạch toán ra em là nó không là phân được cho so công với trình bản nào á, thì nó gọi là chi phí chung, nhá. Hiểu thế chưa? thì nó cái gì chị nó ra cái cột sản xuất chung này khấu hao cái này là khấu hao Cái số này là thế ba thì cái cũng bốn cái rồi cột này là bốn cái cột này, trên này nhảy xuống nhưng mà chia cho từng công trình này. nghĩa là em cũng không phân được cái gì em cũng phân chung chung vậy thôi cái Không, chi chỉ tỷ phí lệ chung này là em đang chia theo doanh thu này, đúng không? này Thì có cái là chị thấy ở đây thì có cái em để lãi của công trình nó bằng nhau, công trình nào cũng lãi từng đấy, đúng không? nhưng mà cái này cái nào có nghĩa là đã chạy theo phần mềm này thì em thấy nó chạy như nhau chứ còn Không, đấy là chi không phí đúng chung, thì làm theo doanh thu thì làm gì mà em vào báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo công trình đi. Đó, chỗ tài sản cố định là thế, thì em sẽ đối chiếu cho chị với trên cái bảng ở đối tài khoản, nó không thể hiện là cái giá trị còn lại đâu. Tí nữa lên báo cáo tình hình tài chính nhá, thì nó mới thể hiện lấy cái 3 tỷ 3 này trừ 324 ra giá trị còn lại nhá. Còn trên đây nó thể hiện là nguyên giá là bên nợ, hao hòa là bên có của 214 là thuận là được. Chưa? Thì để đối chiếu thì em sẽ vào báo cáo chọn tài sản cố định này. Sổ tài sản cố định, mở cái sổ này lên, sau này mình sẽ in ra này. Chị sẽ đi hết tất cả các tài khoản trên bảng nơi tài khoản, còn tí nữa đối chiếu thì buổi sau chị em vào mình vào đối chiếu xem thế nào. Đối chiếu của cái chỗ mà nãy em vào tổng hợp đối chiếu á. cái này không phải tích gì đúng không Không chị? tích gì cả, đồng ý. Lấy đã ghi ra trong tìm. Đó, thì em sẽ đối chiếu cho chị với hai cái cột này. Hình như là mình phải tích tích cho chị tích lại chị không lấy tài sản đã ghi giảm trong kỳ nhá. Là để cho nó trừ luôn cái thanh lý ấy luôn á. Hiểu không? Đó, thì khi đối chiếu thì em sẽ đối chiếu cột nguyên giá này 3 tỷ 3 này với cái 211 bên kia nhá. Rồi cột hao mòn lũy kế này là 324 với cái dư có của 214 bên kia. Rồi. Được không? Được rồi. Ok. Nhá, rồi. Em sau này sổ này sẽ in ra sau nhá.
Vâng. Tương tự như thế thì có tài khoản tiếp theo là 242. 211 là tài sản ổn định rồi thì 242. 242 tên của nó chi phí trả trước. Chi phí trả trước này thì bản chất nó tương tự như tài sản cố định, chỉ có cái là có khấu hạ, có phân bổ hay gì thì cũng dùng lên cái tài khoản này. Đúng không? Mình nhìn đây là Vâng. đầu kỳ là mình có 303 triệu, 303 triệu chưa phân bổ này. Sau đó Ừ. mua mới tiếp 11 triệu này. Là phát sinh Vâng. bên nợ à, đúng không? Vâng. Đó, được kỳ số 134 là đã phân bổ trong năm này. Đấy, như vậy là nó lấy 303 cộng với 11 triệu trừ đi 134 còn lại 180 chưa phân bổ nhá. Vâng. Ý nghĩa của Vâng. nó là như thế. Thì cái 180 này tiếp tục theo dõi cho năm sau nhá. Theo Ừ. dõi cho năm sau mình tiếp tục theo dõi để phân bổ nốt cái này nhá. Lại có cái nào Vâng. mới nữa thì lại cộng dồn vào để phân bổ. Thì cái này chính là giá trị còn lại của công cụ dụng cụ nhá. Giá trị còn lại của Vâng. công cụ dụng cụ hoặc là chi phí trả trước mình chưa phân bổ hết. Đó, mình sẽ Vâng. tiếp tục theo dõi ở năm sau. Thì em sẽ đối chiếu với sổ công cụ dụng cụ đây. Sổ theo dõi công cụ dụng cụ. Đấy, năm 23 em. Rồi, thì cũng tương tự như cái sổ tài sản cố định kia thì mình sẽ có cái cột giá trị còn lại trên sổ này sau này cũng phải in ra. Đó, giá trị còn lại là 2 triệu 3. Nếu mà đang lệch thì sai. Sai lệch đúng không? Giá trị còn lại 2 triệu Thì đúng bản 3. chất của mình là phải À đúng rồi. Ừ, chị ơi, lệch là tại vì là cái chi phí trả trước là cái đổ bê tông nền cạn ấy. À rồi Là rồi, trước thế đây thì em em phải lại cộng cả không hai cho vào công bên. cụ dụng cụ. Vâng, tại Em vì em phân bổ cộng hai hai bên. chỗ khác nhau đúng không? Bình thường vào một Vâng. chỗ thì được là cộng luôn, mà Ừ. em hai chỗ khác nhau thế thì em phải sổ này để nguyên nhá, tí nó cộng hai bên sổ lại nó bằng là được. Từ từ. Chị ơi từ từ, vậy đợi em tí, em phải cộng luôn chỗ này. Như... À Cộng đúng luôn lên rồi. phần mềm em, đây, cộng luôn lên phần mềm này. Luôn được ạ. Ừ. Rồi bây giờ Đâu? lên phần mềm, chỗ đấy em ghi ra chỗ này rồi chứ nhỉ? Đây, 3 này. 2326866 là nguyên công cụ dụng cụ nhá. 2, 3, 2, 6, 8, 6, 6 này. Từ từ, đây em có số ở đây rồi. Đây rồi, 2, 3, 2, 6, 8, 6, 6. Rồi. Ừ. Rồi, còn chi phí trả trước này. Em phải vào nghiệp vụ này. Ở đâu vào báo cáo à? Và tổng hợp ạ. Đấy là sổ chi phí trả trước. Đây ạ. Ừ, đúng rồi. Đó, em cộng nốt cả cái số tiền còn lại 170 này ra số 180 bên kia là ok. Đó. À, được. Bình thường mình làm hai chỗ thì mình phải cộng lại, bởi vì nó hai sổ nó nằm hai nơi. Làm một chỗ thì mình có số đây không phải cộng, cách nào cũng được nhá. Ngày trước là thực ra em không biết ấy. Em cứ nghĩ là nó không phải là công cụ dụng cụ nên là nó thực tế là chi phí trả trước nên em mới cho vào cái chi phí trả trước đấy. Thực Nhưng ra mà không xong rồi ai, không làm ai bắt em bẻ mới cái đấy thấy. cả nhá, bởi vì mình có thể Vâng. hoàn toàn có thể mượn phân này công cụ dụng cụ để phân bổ được nhá. Vâng. Đấy, thì khi khi mà sau này em thấy nó bất cập nhưng mà thôi em đã cho làm rồi thì em cứ làm vậy. Ok, không cũng không Không ảnh để hưởng em cứ nhiều sợ đấy. nhá. Vâng. Thì 242 xong này đúng không, em mở cái Vâng. bảng cái tài khoản tiếp nhá. Công nợ phải trả này thì lúc đi gom với công nợ phải thu hôm qua luôn rồi này đúng không, Vâng. thuế này, thuế đầu ra này thì đi gom với thuế đầu vào luôn hôm qua luôn rồi này chưa. Rồi tài khoản tiếp theo đi em, đó là lương và bảo hiểm. Nhóm tài khoản tiếp theo là lương và bảo hiểm. Lương là 334, bảo hiểm là 338. Cái phí môn bài em cho vào tài khoản 3382 được không chị? 3382 được, mà không thì em sửa thành 3339 nó đều được nhá. Vâng. Thì thực ra như chị ngày ngày trước ấy, chị cũng hay để 3382. Nhưng mà kiểu Vâng. gần đây cái tên của lệ phí, tên của thuế môn bài em thấy có nó đổi thành lệ phí môn bài không? Đây này, Vâng. đúng không? Thế thì em có thể sửa chị thành 3339 cũng được. 3382 cũng Vâng. được. Nhưng mà cứ cứ sửa theo đấy đi. Em bỏ ghi sửa Vâng. chị thành 3339 đi. Vì nó theo cái tên là lệ phí môn bài nhìn cho nó hợp lý hơn. 3339 ạ. Đúng rồi, phí lệ phí đúng À đây. không? Rồi trang ủy để chi sửa nốt. Rồi ạ. Rồi đây 334 với 338 nhá. Tài khoản tiếp theo là nhóm lương và bảo hiểm. Đây này, 334 này. Lương và bảo hiểm thì bao giờ cũng đi kiểm tra kèm với nhau bởi nó liên đới với nhau á. Lương là 334, bảo hiểm là 338. Đó, về nguyên tắc thì thứ nhất là 334 thì của mình về nguyên tắc trước là cứ không có số dư. Nếu không có số dư, không có số dư nhá. Tài Tức khoản là 334 từ cái 338 này. Nếu mà không có số dư thì chứng tỏ là doanh nghiệp mình đã thanh toán đủ lương và nộp đủ bảo hiểm. Đúng không? Của mình là đang là như này là đang là không có số dư này, là đã nộp đủ lương, trả đủ lương và nộp đủ bảo hiểm. Thông thường ấy, cái lương ấy em ạ, mình chi trả bằng tiền mặt cho nên là mình sẽ xử lý dễ. Có dư hay là dư nợ hay là dư có thì mình kiểm tra lại bảng lương sẽ ra.
đúng không? Hoặc là thứ hai nữa là nếu mà nó dư thì em phải xem nó dư tháng nào nhá. Giả sử sau này em làm độc lập ấy, đó. À, không khi đó mà chị không kèm mình nữa chẳng hạn, ý là mình vướng chỗ nào mà kiểu gỡ không ra ấy, thì là vẫn chị vào Ultra để hỗ trợ được, được chưa? Nhưng kiểu khi mình chủ động mình làm ấy, chẳng hạn là ví dụ tự nhiên là thấy hết số dư chẳng hạn, thì em cứ 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 tích nó lên xem nó dư ở tháng nào để tìm nguyên nhân bảng lương tháng đó cho nó dễ nhá. Còn cái 338 này thì mình sẽ dựa vào cái thông báo UC12 của bảo hiểm hàng tháng á, là mình sẽ biết được mình thừa hay thiếu hay là ấy, bởi vì em nộp bảo hiểm em nộp bằng ngân hàng đúng không? Nộp bằng ngân hàng thì tháng nào thông báo là nộp hết tháng đấy, thì em xem C12 của cái tháng 12 năm 23 ấy có đúng là số dư bằng không không? Không, chứ em kiểm tra rồi. Còn em bây giờ họ không gửi C12 đấy về nữa mà in từ phần mềm, in từ phần mềm bảo hiểm xã hội đúng không? Ok. Nha. Rồi, nhóm tài khoản tiếp theo là vay 341. Vay và nợ thuê tài chính thì khoản này em đang vay 3 tỷ rưỡi à? Nhưng mà vay này là vay cá nhân đúng không? Nếu số tròn tròn như này là vay cá nhân à? Chị tích vào xem nhá. Không, cái này thì em vay ngân hàng. À, vay ngân hàng, ok. Chị ơi, cái như này nhá, cái hóa đơn sắt thép xi măng ấy là bọn em chỉ muốn lấy vào để đảo cái này này, kiểu giải ngân ấy. Đấy. Nên là cái 9 tỷ này nó cũng bằng cái 9 tỷ mà giả cho bên công ty Thuận Nguyên, cái bên nhà cung cấp ấy. Thì là đúng rồi, nhưng mà còn giả dư, đúng bằng này thôi. Thì dư 3 tỷ rưỡi này là của kỳ đầu kỳ đúng không? Vâng, 3 tỷ rưỡi là đầu kỳ. Tức là năm ngoái, năm 2022 là đang vay 3 tỷ rưỡi chưa trả được, đúng không? Còn năm nay thì va bao nhiêu đảo đảo lên cái nhà này rồi, đúng không? Vâng, à chưa, em thì em xem lại. Xem lại đi em, xem con 3 tỷ rưỡi đấy sao. Rồi, khớp là được nhá. Cái này không có cách nào khác, mình đối chiếu với các cái khế ước ngân hàng thôi, đúng không? Hợp đồng với khế ước ngân hàng. Cái này ấy thì mình lưu cái lưu chứng từ thì tính sau đúng không? Ừ, bây giờ thì mình kiểm tra cho bộ cái này đã. Vâng. Xong báo cáo rồi thì thao ngồi in chứng từ, lưu chứng từ nhá. Tài khoản tiếp theo là 411. 411 nhá, vốn đầu tư của chủ sở hữu. Vốn đầu tư này của mình 15 tỷ, từ trước đến nay là vẫn 15 tỷ đúng không? Vẫn là vốn điều lệ 3 triệu này. Đó, cái này thì thường nó giữ nguyên thôi, không có thay đổi gì, không có tăng có giảm gì thì đấy đúng không, giữ nguyên. Vâng. Chị ơi, cho em hỏi tí thêm cái phần vốn của này này, tức là cái em định nhận một công ty thì em đang kiểm tra sơ bộ với công ty đấy thì em thấy là cái vốn điều lệ của họ là như kiểu họ thiếu vốn ấy, thì họ lại cho vào cái tài khoản là 4118 kiểu vốn khác ấy, mà mấy năm nay rồi, cái kiểu chị kế toán chị bảo là cho hết vào 4118 là cho vào vốn khác thì bây giờ cái vốn điều lệ của họ 1 tỷ thôi, nhưng mà bây giờ nguyên cái vốn khác của chị vốn nó khác là vốn gì 900... nếu mà bình thường vốn chị... khác thì chị phải giải trình được là khoản đấy là khoản gì em ạ, tức là vốn khác thì phải giải trình được đó là khoản gì, mà thứ hai đã liên quan đến vốn góp của chủ sở hữu là phải làm việc với sở kế hoạch đầu tư đấy, nhưng mình không nhưng mà tự cho vào đấy đâu. Đấy, trước đây là chị chưa cho vào, bây giờ ví dụ như em làm như vậy thì em bảo là em sẽ góp thêm đủ vốn để em làm bảo cái chủ đấy là họ thay đổi thành 6 tỷ cái giấy phép ấy. Đúng thì rồi. Là em chỉ cần dựa vào cái số của chị đã góp coi như là cái vốn khác đấy đi, tại vì chị bảo là cái đấy kệ chị ấy. Thì là em cứ kệ chị đấy, thì bây giờ chị có là 1 tỷ 9 rồi, thì em sẽ góp thêm vào nữa là 4 tỷ 1 chẳng hạn, 4 tỷ 1 là cho nó tròn 6 tỷ, thì em cứ góp tại cái thời điểm mà em làm, ví dụ như bây giờ đi 15 tháng 3, là em sẽ góp là 4 tỷ 1 vào nữa, và em báo với chủ sở hữu là bây giờ họ phải làm cái thay đổi đăng ký kinh doanh lên 6 đúng, tỷ đúng. Là bây giờ thay đổi luôn là cũng được đúng không? Nghĩa là em chỉ cần góp thêm thôi, còn cái phần trước đây của chị vốn khác như nào thì kệ chị. Kệ chị. Thì họ bảo kệ họ thì phải kệ thôi, chứ mình có moi được cái thông tin của người ta đâu. Cái đấy chắc chắn là người ta đang xử lý cái phần tiền mặt bị âm á. Em ạ. Nhưng mà đúng rồi, kiểu... âm nhiều. Âm nhiều, nhưng mà chị lại toàn bảo là cho cái anh đấy, anh ấy là góp vốn, anh ấy cứ ghi là góp vốn nhưng mà lại không thay đổi giấy phép đầu tư. Thế chị bảo là bên sở kế hoạch thì nó không liên quan đến thuế thì kệ nó, chị cho vào vốn khác, kệ chị xử lý. Thôi mình cứ làm đúng thôi em ạ, đúng làm đúng và chặt chẽ nhá. Thì em cứ cho thay đổi giấy phép kinh doanh thì mình góp chuyển từ vốn khác này sang vốn góp của chủ sở hữu nhá. Vâng. Vậy các bạn này, vậy cái tờ khai thuế môn bài ấy, nó liên quan đến cái tăng này thì là em cũng nếu mà em làm đi rồi khi nào chị hướng dẫn làm tờ khai bổ sung, phải làm tờ khai bổ sung đấy. Bổ sung của năm nay á chị? Bổ sung của cái năm năm mà em thay đổi năm 2024 đấy.
phải làm tờ khai bổ sung, để trên cái tờ khai bổ sung mới nó thể hiện cái phần chênh lệch tăng như thế nào, tăng cái vốn điều lệ rồi có tăng tiền thuế phải nộp nữa hay không, hay là chỉ tăng mỗi vốn điều lệ không. Tóm lại là phải nộp tờ khai bổ sung để nó thể hiện phần chênh lệch em nhé. Hôm nào chị hướng dẫn cho, nếu mà em thay đổi cái đấy thì bảo chị vào hướng dẫn cho nhá. Nhưng nôm na là thế. Rồi em hiểu rồi ạ. Đầu năm nay thì chị hướng dẫn một loạt các bạn làm tăng vốn điều lệ đấy, cũng phải nộp tờ khai bổ sung hết nhá. Rồi 421 đi em, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Cái chỗ này thì em lại 421 thì em ghi cho chị này, nó có hai tài khoản con cấp 2 ấy, là 4211 và 4212. 4211 và 4212. Trong đó thì 4211 là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước. Nhưng cái này không biết là năm nay em có kết chuyển không, nhưng mà năm ngoái em thấy máy kiểu gì mà em bị kết chuyển từ năm trước sang năm nay ấy. Đây, có để... 4212 là lợi nhuận năm nay này. Thế thì mình phải xem là cái 14 triệu này, 14 triệu này dư bên nợ này là lỗ nhá. Nói chung mình nhìn 421 ấy thì là dư nợ là lỗ, dư có là lãi. Tuy nhiên đang phân bổ này, cái 4211 nó đang dư nợ này, còn 4212 là của năm 22 em đang lỗ 344 triệu đúng không? Còn 4211 là từ năm 2021 trở về trước này. Đúng chưa? Mình phải hiểu như thế nhá. Tức là nhìn trên báo cáo này chị nhắc lại nhá, nhìn 4211 đang dư nợ 14 triệu. Mình đang làm báo cáo của năm 2023. Được chưa? Thì riêng 14 triệu này là lỗ mà lũy kế lại từ năm 2021 trở về trước nhá. Trở về trước tại vì mình đang làm năm 23 mà nhá. Còn cái 344 triệu này nó lại riêng lỗ của năm 2022. Vâng. Rồi sau đó thì mình phải kết chuyển đầu năm, em phải kết chuyển đến 344 này lên 4211 nhá. Để cho nó cộng dồn vào 4211 á. Giờ mình chưa kết chuyển này. Em ghi chỉ con số này ra nhá, để không cần ghi được, thu nhỏ lại thôi. Bây giờ mình sẽ vào tổng hợp chứng từ nghiệp vụ khác. Em ghi là kết chuyển lợi nhuận. Chị ơi, đang ghi cái chỗ này đã, không có năm nữa. Ok. Được. Em ghi cái này là kết chuyển lợi nhuận năm 2022 là được. Rồi. Thế bây giờ hạch toán thì mình sẽ hạch toán luân chuyển cái 4211 và 4212 chưa? Là nợ vâng ạ. Nợ 421. Khoan, luân chuyển giữa 4211 và 4212, nhưng mà vấn đề là nợ cái gì, có cái gì thì mới là quan trọng này. Thì em nhìn cho chị nhá, nó đang dư bên 421. Mình sẽ khi làm thì em sẽ nhìn cho chị là trường hợp lỗ đi, trường hợp năm trước lỗ. Năm trước lỗ tức là 4212 đang dư bên nợ nhá. Là 4212 đang dư bên nợ. Dư nợ rồi ạ. Ừ, dư nợ thì em phải đẩy sang bên có cho nó hết số dư đi. Đấy, thứ nhất là mình sẽ thay cái nợ đấy bằng 4211 và đẩy 4212 sang bên có. Rồi. Cho nó hết số dư đi. Còn trường hợp thứ hai là năm trước mà lãi nó dư bên có. Là trường hợp lãi nó dư bên có thì em đảo cái bước toán hành ngược lại. Chưa, từ từ đợi em tí nhá. Em có cách. Ok. 523 triệu. Nhưng mà cái công ty này nhá, em thấy nó cái lỗ như này thì dần dần cái số lỗ của nó phải mấy chục tỷ à? Ừ. Kiểu lỗ kế toán của nó phải mấy chục tỷ. Em phải để lỗ xong thì những năm sau em cố gắng em để lãi xem thế nào nhá. Phải để, nói chung thi thoảng phải để lãi, nói chung là năm nào em cũng nộp thuế đúng không? Nhưng mà tại thì, vì như kiểu là ở cái trên kế toán thì là nó lãi. Ừ. Nhưng mà ở trên cái kế toán của mình thì là lỗ. Ừ. Nhưng mà cái lỗ này thì không thể bù vào hết được, tại vì nó nhiều tỷ lắm. Ừ. Thì phải chấp nhận thôi. Nói chung là cái việc mà em báo cáo quyết toán theo lãi là có nộp thuế là cũng được rồi, có nộp thuế cho ngân sách nhà nước là cũng được rồi nhá. Còn cái số lỗ của mình nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, tại vì các cái chi phí nó không hợp lý nó nhiều á. Thì sau này dần dần nó mới thế thôi, chứ sau này dần em sẽ có thể em làm lãi thì nó mới bù dần được nhá. Bởi vì đây này là đây là cái theo cái số dư của kế toán thôi. Được chưa? Nghĩa là trên là tính viễn luôn chứ mình không xử lý được cái số lỗ này chị. Thì cả đấy cũng không ai để ý, không ai nặng nề cái vấn đề đấy đâu. Thuế nó cũng không nặng nề vấn đề đấy đâu. Quan trọng là mình cái báo cáo quyết toán thuế lên cho cân thuế á nhá. Mình có phát sinh tiền thuế nộp cho thuế thì nó cũng đỡ đi được rất là nhiều cái áp lực. Được chưa? Đây này, ví dụ như chỗ này em nhấn nạp đi. Nạp thì thực ra ở năm 23 thì nó vẫn thế, nó vẫn như này, bởi vì mình cái xử lý lúc nãy quên sửa ngày đúng không? Đúng rồi. Ừ, cái kia em sửa ngày về cho chị là mùng 1 tháng 1 năm 24 nhá. Năm 23 thì nó không ảnh hưởng gì, nó vẫn thế mà vẫn phải chuyển số dư ra nhá. Ok, xong đấy chị vào được nhỉ. Đây đây em thu nhỏ đi, thu nhỏ cái này lại. Rồi vào tổng hợp thôi. Tổng hợp này nãy mình vào chứng từ nghiệp vụ khác đúng không? Tổng hợp. Rồi, chứng từ nghiệp vụ khác. Đây. Ở đâu? Đây, đây. Nó năm 2024 cơ. Ừ. Chắc là em chưa sửa.
Cái này là ngày 01/01 năm 2023 à chị? Cái này là của năm 23. Sau đó tí nữa cuối kỳ sang năm 24 em mới làm số dư của năm 23 sang. Rồi xong rồi nhấn nạp, nạp bảng đưa tài khoản. Năm 23 thì nó sẽ đẩy sang 4211 hết. Đó. Như vậy là của mình đây 359 được cộng dồn này, của mình còn lại có lỗ 701 thôi. Đúng không? Cái đấy để đấy tính sau nhá. Còn sang năm 24 tí nữa mình sẽ làm tiếp cho năm 23 hết. Năm 23 đã chốt số liệu của năm 23 đã thì mình chuyển sang năm 24 để kết chuyển sau. Chưa? Thì khi kết chuyển sang thì em cứ nhìn số dư của 4212 của năm trước để chuyển sang đầu kỳ để chuyển sang thôi. Nhá. Nhóm tài khoản tiếp theo là năm loại 5 đến loại 9. 5 cho đến 9 thì của mình có 5. Thứ nhất là cái tài khoản nhỏ 5 đến 9 là em biết rồi, từ các tài khoản từ doanh thu rồi giá vốn, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh. Thế thì khi nhóm này thì chắc chắn là nó sẽ không có số dư cuối kỳ rồi. Nếu mà mình tính ra mà nó tính rồi nó hết số dư rồi nhưng sau này sửa chữa cái gì á nó lại phát sinh ra nữa thì là mình phải tiến hành kết chuyển lại cho nó hết số dư đi nhá. Vâng ạ.